hé lộ tham vọng của Harry và Meghan với di sản công nương đã Anna khiến dư luận phản đối Harry đang cạnh tranh với anh trai William mang tham vọng lớn đối với những di sản mà công nương đã Anna để lại vào hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, hoàng tử William và em trai Harry đã vai kề vai cùng nhau khánh thành bức tượng mới của mẹ công nương Diana nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà. Tuy nhiên, sau khi ra mắt bức tượng, Harry nhanh chóng rời khỏi cung điện Kensington rồi vội vã quay trở về Mỹ để đoàn tụ với vợ con vào chiều ngày mùng 2 tháng 7. Theo nhà viết tiểu sử Angela Levy, hành động của Harry trái ngược hoàn toàn với anh trai William trong buổi lễ khi anh liên tục nở nụ cười tươi thu hút mọi ống kính. Harry trước đó cũng yêu cầu phải có phóng viên của riêng mình vào bên trong tác nghiệp cũng như tạo ra thế cân bằng giữa hai anh em hoàng tử. Bà Angela Levy nhận định, tôi nghĩ tất cả quy định mà họ đặt ra trong buổi lễ cũng là một phần trong quyết tâm của Harry nhằm trở thành một người hoàng gia cách rất California, nơi anh ấy sẽ là người tiếp nối những nỗ lực công việc của mẹ hơn bất cứ ai trong gia đình. Tôi đã khá sốc khi Harry nói có một phần lớn của mẹ Diana trong con người tôi và bà từng nghĩ thế giới này sẽ được thay đổi bởi những người trẻ tuổi, bà yêu mến giới trẻ và tôi cùng Megan đang làm chính xác điều đó có thể thấy rằng Harry muốn bản thân trở nên giống mẹ và muốn cùng Meghan tiếp tục những công việc của cố công nương Diana, trở thành một người hoàng gia theo cách California. Trong buổi lễ khánh thành tượng Diana, hoàng tử William và Harry cũng đưa ra tuyên bố chung, nhưng điều đó không đủ để hai anh em có thể hàn gắn với nhau. Tôi mừng khi họ có một tuyên bố chung, ngắn gọn và xúc động, nhưng vẫn còn nhiều thứ xảy ra. Tôi nghĩ điều này là bởi vì Harry chán với việc chỉ là một người dự phòng cho ngôi vị thừa kế ngai vàng và anh ấy muốn trở nên mạnh mẽ, có quyền lực hơn. Harry đang cạnh tranh với anh trai và cha mình để trở thành người hoàng gia tốt hơn, giống mẹ Diana hơn, bà Levin nhận định cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về thông tin trên. Một số ý kiến cho rằng việc Harry để Meghan tiếp tục di sản của công nương Diana là điều sỉ nhục đối với hoàng gia. Trên thực tế, nhiều chuyên gia từng phân tích rằng Meghan không bao giờ có thể làm mẹ chồng quá cố vì công nương Diana có đẳng cấp quý tộc khó ai tránh bằng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho hay Harry sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với anh trai William vì công tước xứ Cambridge đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Ông bố bà con cũng được nhận xét là có nhiều đặc điểm giống với công nương Diana từ ngoại hình cho đến tính cách. Chính vì vậy, dù Harry có cạnh tranh hay không thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng William giống với mẹ của họ. Nhiều chuyên gia cho biết chắc chắn công nương đại Anna sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy sự chia rẽ của hai người con trai, trong khi bà luôn mong các con đoàn kết và yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Ẩn số sau cuộc hội ngộ của hai hoàng tử Anh Chuyên gia về hoàng gia nhận định khó có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong mối quan hệ của hai hoàng tử Anh sau khi họ có cuộc tái ngộ bất ngờ. Trong cuộc phỏng vấn với Dinh, ông Richard, chuyên gia về hoàng gia, nhận định việc hòa giải giữa hoàng tử Harry và gia đình rất quan trọng bởi hoàng gia Anh không còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ sau cuộc phỏng vấn giữa vợ chồng hoàng tử và người dẫn chương trình Oprah Winfrey, và đặc biệt là những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, việc hai hoàng tử hòa hoãn trong thời điểm đau buồn là tạm thời hay lâu dài vẫn chưa rõ. Chúng tôi không thể chắc chắn bởi vì nếu nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của họ, không thể biết họ đang thấy thoải mái hay căng thẳng. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra, ông nói. Hôm 10 tháng 9, hoàng tử William và Harry cùng hai người vợ là công nương kết và Meghan đã cùng nhau xuất hiện tại công điện Windsor. Đây là lần đầu tiên gia đình nhỏ của hai hoàng tử cùng xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời, BBC cho biết. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhận định rằng khó có thể đoán trước về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi hoàng tử Harry có kế hoạch phát hành một cuốn hồi ký vào cuối năm nay. Nếu hoàng tử Harry và vợ muốn hòa giải với hoàng gia, tôi nghĩ cuốn hồi ký này không nên được phát hành, ông nhấn mạnh. Liên tiếp sự kiện lịch sử The Telegraph dẫn nguồn tin từ hoàng gia Anh cho biết chính hoàng tử William là người đã mời vợ chồng hoàng tử Harry cùng đến cung điện Windsor. Cũng theo tờ báo này, truyền thông Anh lẫn người dân đều bất ngờ trước sự hiện diện của họ. Việc vợ chồng hai hoàng tử Anh xuất hiện bên cạnh nhau làm dấy lên hy vọng rằng các thành viên hoàng gia Anh sẽ làm hòa sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Reuters nhận xét cuộc hội ngộ đó đã được sắp xếp ổn thỏa các thành viên hoàng gia đã đọc tin nhắn các thành viên hoàng gia đã đọc tin nhắn được để lại trên những bông hoa bắt tay và trò chuyện với hàng nghìn người đàn xếp hàng trên đường tôi nghĩ điều đó rất quan trọng điều này thể hiện sự hòa giải giữa hai cặp đôi hoàng gia Bên cạnh đó, hai hoàng tử William và Harry cũng cùng đi phía sau lệnh cữ của nữ hoàng trong đám rước từ cung điện Buckingham đến đại sảnh Westminster tòa nhà lâu đời nhất của điện Westminster, sự kiện này mang tính lịch sử, ông cho biết. Ông Fitzwilliam William nhắc tới ký ức của hai hoàng tử vào năm 1997 khi họ buồn bã bước sau lễ cữu của mẹ là công nương Diana, William khi đó 15 tuổi, trong khi Harry 12 tuổi. Hoàng tử William và Harry sẽ nhớ rất rõ khi cả hai cùng đi sau lĩnh cữu của công nương Diana vào năm 1997. Tôi chắc chắn ký ức đó rất mạnh liệt và hoàng tử Harry đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự kiện đó. Vì vậy, tôi hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến sự hòa giải giữa hai hoàng tử, ông cho biết. Nữ hoàng là thành viên thần thiết nhất với hoàng tử Harry trong hoàng gia. Trong cuộc phỏng vấn với Opera Winfrey năm ngoái, vợ chồng hoàng tử nhấn mạnh cô nữ hoàng Anh đã luôn ủng hộ họ. Do đó, có nhiều suy đoán cho rằng sự ra đi của bà có thể khiến gia đình hoàng tử thêm xa cách với hoàng gia. Về vấn đề này, vị chuyên gia cho rằng hoàng tử Harry luôn dành sự tôn trọng với nữ hoàng, giữ liên lạc và đến thăm bà. Việc hòa giải giữa hoàng tử Harry và công nương Meghan với hoàng gia mang đến lợi ích cho mọi bên. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc gia đình nhà công tước xứ sở sách phải ngừng chỉ trích hoàng gia, ông Fitzwilliam nói. Sau sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị, cả vua Charles Đệ Tam và thân vương William đều chia cành ô liu đối với vợ chồng hoàng tử Harry. Nhiều người thậm chí còn hy vọng hoàng tử Harry sẽ quay lại hoàng gia để sàn bớt nhiều gánh nặng mà giờ đây được đặt lên vai anh trai mình. Tuy nhiên, về vấn đề này, ông Fitz William không nghĩ gia đình sở sách sẽ quay lại đảm nhận công việc hoàng gia khi họ từng từ bỏ nghĩa vụ này. Tuy nhiên, việc mọi thành viên đều hòa hợp sẽ mang lại lợi ích cho mọi bên. Ngoài ra, một điều còn bỏ ngỏ sau khi vua Charles VIII lên ngôi là tước vị dành cho con của hoàng tử Harry. Việc thay đổi tước vị là quyền tự động sau khi tân vương lên ngôi theo các quy tắc do vua giấc Nam thiết lập vào năm 1917. Vì Andri và Lily biết là cháu của tân vương vua Charles đệ Tam nên hai bé đương nhiên sẽ nhận được tước hiệu hoàng tử và công chúa. Tuy vậy, quy tắc này cũng nêu rõ cháu của vua có thể sử dụng tước hiệu hoàng gia nếu họ muốn. Tôi không rõ liệu hoàng tử Harry có chấp nhận tước vị mới của hai con không, ông nói. Ngoài ra, trong tình huống Hoàng tử Harry chấp nhận tước hiệu hoàng gia cho hai người con, ông cho biết thêm điều này vẫn khiến kế hoạch của nhà sơ sách trở nên khó đoán. Chúng ta không thể đoán được hành động của nhà sơ sách, anchi và Lilibet còn quá bé để đề cập tới kế hoạch của hai bé trong Hoàng gia Anh. Tất cả mới chỉ là phỏng đoán. Chúng ta cần chờ xem khi điều gì xảy ra nếu biến cảnh này thành sự thật, vị chuyên gia nói. Cho đến nay, tước vị của Anji và Lilibit vẫn chưa được cha mẹ hai bé hoặc cung điện Buckingham xác nhận, Guardian đưa tin. Khi được hỏi liệu Anji và Lilibit có lấy danh hiệu hoàng tử và công chúa hay không hôm mùng 10 tháng 9, người phát ngôn của vua Charles lời đệ tàm nhấn mạnh. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào sự kiện trong 10 ngày tới và ngay khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật trên website.